Và các bạn nhé, đội ngũ Zcam Linh Số đang ở bên nhà anh Công gửi video về, đang lắp một bộ loa full B12, bộ loa mới nhất hiện nay về phân khúc bass 30 và một con đẩy X23 bản Pro và một bộ mic VK31. Thì đó là bộ bên anh Công bên Hoàng Mai Hà Nội gửi video về. Nhìn không gian nhà anh Công rất là đẹp và hoàn hảo với cặp B12 vừa vặn và chất âm cực kỳ tinh tế. Đội ngũ bên em cũng đang bên đó set up. Và đây là bộ thứ hai, cũng là bộ của anh Bảo ở đâu nhỉ, anh Bảo ở thành phố Vinh Nghệ An à. Rồi ok, anh Bảo bộ thành phố Vinh Nghệ An, anh cũng lấy một combo loa B12 này, sub F1500 này, và một đẩy hai kênh D800 vang KM360 và một bộ mic VK4.9. Bên em cũng đang cũng vừa test xong đây. Đấy, bây giờ là khâu quá trình đóng hàng. Cặp B12 thì hiện nay đang được rất nhiều các bác và anh em quan tâm, và nói chung là phải nói là với cái nhìn đầu tiên thì rất là kích thích về cái cách thiết kế cũng như kiểu dáng và cái màng bát màu vàng gôn và chép màu vàng gôn rất là nổi bật trên một thân thùng màu vân gỗ và súp F1500 340 đây ạ. Đó, bên em cũng vừa test xong và bây giờ là quá trình đóng hàng F1500 quá gấu luôn ạ, cũng đồng bộ màu với B12, đó cả D800 kia, đẩy D800 và vang. À, và bên cạnh đây thì có cặp VK938, cặp VK938 340. Đây không biết là về đâu đây. Em cũng xin kiểm tra về Thanh Hóa. VK938 về Thanh Hóa. Và con đẩy X7 DC bản Pro thì dưới đây ạ. Đó, đẩy X7 DC bản Pro. Và những bộ mic VK49 đi kèm. Anh em trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đang rất là tất bật. Và các bác và anh em có nhu cầu cứ liên hệ với đội ngũ Zcam Linh Số theo hai số điện thoại trên tấm biển quảng cáo ạ. Địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và bây giờ là anh em tranh thủ đóng hàng vì ngoài trời, ngoài Hà Nội đang rất là mưa, ảnh hưởng của bão Noru ở Philippines này, đang rất là mưa. Họ đi đường giờ rất là ngại, nhưng các bác và anh em vẫn tranh thủ đặt cho mình những bộ combo ưng ý về cho gia đình mình hát. Và trong này cũng còn một cặp VK938 nữa, cũng chuẩn bị lên đường đấy ạ, cũng chuẩn bị lên đường. Vì bên em cũng đã test đầy đủ sẵn hết rồi ạ, 938. Đó, các bác thấy không ạ? Anh em lúc nào cũng đóng hàng rất là cẩn thận. Vì thế các bác khách hàng ở xa rất là yên tâm nhé. Tất cả những sản phẩm bên em đều phải test rất là kỹ. Đó là cái quy trình đóng hàng cũng như test hàng trước khi gửi. Tất cả dây jack kết nối là bên em đều tặng kèm đây. Tất cả những dây jack kết nối đầu vào đầu ra là bên em đều tặng kèm cho khách hàng, để các bác và anh em tránh trường hợp có những bác ở những vùng xa, ở những vùng hẻo lánh đi mua những cái sợi dây này rất là khó khăn. Đó, các bác phải ra thị trấn, ra thành phố mới mua được. Dây Canon này, dây Canon này ở các vùng sâu vùng xa là không có đâu ạ, rất ít sử dụng cái dây này. Đó, vì thế bên em phải tặng đầy đủ. Đó, những cái dây tín hiệu đầu vào đây, con đẩy D800 shop chống sốc rất là dày dặn. Con số F1500 bây giờ là đang đóng thùng đây, B12 đây ạ. Đấy, tất cả các sản phẩm này là sản phẩm chính hãng và bảo hành 1 năm trên tất cả thiết bị. Ngày hôm nay đi mấy bộ B12, B12 phải nói là nó quá đẹp luôn. Khi mà bên em mở hộp ra, nhìn cái độ sắc nét, những cái độ hoàn hảo và độ tinh tế, chất âm nó cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, hôm nay đi hết rồi ạ. Và vắng rất là nhiều các mẫu loa khác. Ok, thì B12 đây, hộp rất chắc chắn các bác nhé. Và quy trình rất là đảm bảo, để xốp chống sốc rất là dày. Đây, xốp chống sốc này, các bác thấy không ạ? Đây, dày phải đến 10 phân đấy. Xốp chống sốc rất dày luôn ạ, rất là chắc chắn. Ok, đóng vào đi. Rất là cảm ơn các bác khách đã tin tưởng ủng hộ Zcam Linh Số về những bộ thiết bị karaoke gia đình. Với những bộ thiết bị công nghệ mới thì cho chúng ta chất âm, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke và xem phim rất sống động. Ok, bên em hoàn thiện nốt và rất cảm ơn các bác và anh em đã đặt hàng bên Zcam Linh Số nhé. Sau đây em xin phép được khép lại video ạ. Các bác và anh em cần tư vấn, cần test bộ nào là bên em đều gửi video cũng như các bạn Zalo theo số hotline 0963889192. Bên em rất nhiều dữ liệu trên YouTube này, trên Facebook này, cũng như trên TikTok này. Đây là những cái nền tảng xã hội, mạng xã hội đang thịnh hành nhất hiện nay. Đó, ngoài trời thì rất là mưa thì bên em cũng phải hoàn thiện khâu là bọc màng chống nước, chống thấm. Đó, rất là cẩn thận các bác nhé, rất chắc chắn, rất cẩn thận. Màng chống nước, đây là những đơn hàng hành trình đi xa. Đó, rất là cẩn thận và đảm bảo.
an toàn cũng như chống nước mưa khi trong hành trình di chuyển. Đó. Tất cả các sản phẩm em hoàn thiện là đều có màng co hết bên ngoài hết các bác nhé. Và còn đối với cái chiếc 8 này nữa bên em hoàn thiện nốt đấy ạ.